Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Tờ trình về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Bộ Công an trình bày nhấn mạnh sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố tai nạn xảy ra trong đời sống hàng ngày. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, song cũng đề nghị chính phủ căn cứ chủ trương của Đảng, kết hợp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung các quy định về quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy trong dự thảo luật. Cho ý kiến với tờ trình, các đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về chính sách phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác huấn luyện, diễn tập, chính sách về đầu tư, phân bổ nguồn lực phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Nhiều đại biểu đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo hạn chế sự trùng lặp trong xác định mục tiêu của chương trình. Bởi trong 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 thì có 5 nhóm mục tiêu trùng lặp với nội dung của chiến lược văn hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tôi đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu của chương trình để tránh trùng lặp. Và bên cạnh đó thì cần xây dựng các mục tiêu một cách rõ ràng, cụ thể, có trọng tâm, tránh dàn trải ôm đồm, trùng lặp với nhiệm vụ thường xuyên chi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa của các bộ ngành địa phương. Dù nhất trí với việc xem phát triển văn hóa đọc là một trong những mục tiêu quan trọng, nhưng các đại biểu Quốc hội cho rằng giải pháp phát triển văn hóa đọc trong dự thảo mới thiên về điều kiện cần, tức là khả năng tiếp cận với sách của người dân thông qua hệ thống thư viện. Nhưng thực tế cho thấy, việc phát triển hệ thống thư viện không phải lúc nào cũng đi kèm với sự phát triển văn hóa đọc, nên cần nghiên cứu xây dựng thể chế về khuyến khích văn hóa đọc. Chúng tôi đề nghị bổ sung các mục tiêu cụ thể đến năm 2035 để đánh giá chính xác hơn về việc phát triển văn hóa đọc, như tỷ lệ người dân có thói quen đọc sách, số lượng trung bình số sách mỗi năm người dân đã đọc, mức tăng của số sách được xuất bản hàng năm. Hai là cần nghiên cứu để bổ sung vào chương trình mục tiêu quốc gia một số chương trình khuyến đọc hiệu quả. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật phòng không nhân dân, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng. Thời gian còn lại, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và dự án luật phòng không nhân dân.